Các em và các bạn thân mến, hôm trước chúng ta đã làm phép tách quan hệ R thành chuẩn 3NF. Thì hôm nay chúng ta sang cái phần gần cuối, đó là phép chuẩn hóa nhiều phép tổng hợp. Chúng ta ghi phần 5.3 chuẩn hóa. Nhờ phép tổng hợp chuẩn hóa nhờ phép tổng hợp. Thế trong phần 2 thì chúng ta xem xét quá trình chuẩn hóa một lực độ quan hệ 3NF nhờ phép tách không mất mát thông tin đối với các tập phụ thuộc hàm. Trong phần này thì thầy sẽ trình bày quá trình chuẩn hóa nhờ phép tổng hợp. Điều khác nhau cơ bản giữa hai phép là phép tổng hợp so với phép tách là thông tin ban đầu của các thuộc tính, hiểu theo cái nghĩa chúng ta sử dụng chỉ biết tên các thuộc tính và tập các phụ thuộc hàm. Còn phương pháp tách, thông tin ban đầu là một lực độ cụ thể. Vậy qua phép tách tổng hợp thì chúng ta đều ra một cái kết quả giống nhau thành 3NF. Thế để làm rõ cái thuật toán phép tổng hợp này thì thầy nhắc lại một cái phụ thuộc hàm gọi là dư thừa và phủ không dư thừa. Thế thì bây giờ một cái FD là phụ thuộc hàm nhé, là function independent. Thì nó là một không dư thừa nếu ta có F cộng sẽ bằng F các em trừ đi một cái phụ thuộc hàm ở bên trong. Đấy, x trừ y. Và cái này bằng cộng x xác định y nhé. Cộng. Đấy. Có nghĩa là ta loại bỏ đi những phụ thuộc hàm dư thừa thì nó vẫn bằng F cộng. Và từ đó thì chúng ta suy ra là cái này người ta gọi là bằng G cộng. Và từ đó thì chúng ta thấy là nếu G cộng mà bằng F cộng thì gọi là một phủ không dư thừa. Các em nhé. Đấy. Thầy ghi nó vào gõ nó lại. Rồi. Tiếp theo này. Nếu x xác định y phẩy a thuộc x, a là tập thuộc tính thuộc x, a là dư thừa, a là dư thừa thì x trừ đi tập a, tức là loại bỏ đi một cái thuộc tính a, nó vẫn xác định y. Đấy. Và y này thuộc F cộng thì a là thuộc tính dư thừa. Bây giờ chúng ta sang bổ đề 5.7. Chúng ta ghi chậm quá nhỉ, chán ghét, không thể hiện được. Các em ghi bổ đề như sau, gọi F là tập các phụ thuộc hàm nhá, x xác định y thuộc F, tức là chúng ta có nhiều cái phụ thuộc hàm trong đó. Nếu V xác định W, V xác định W nhé,
thuộc F cộng. V xác định W thuộc F cộng. Máy tính một thời nó hơi chậm một chút, còn cả em để thầy chỉnh lại một chút. Thuộc F cộng, các em chú ý cho thấy, cho thầy như thế. Thuộc F cộng và chúng ta có này, x xác định y, x xác định y được sử dụng cho một dẫn xuất, được sử dụng cho một dẫn xuất, cho một dẫn xuất nào đó. Nào đó của tập H, của tập H nhờ từ F, từ F nhờ hệ tiên đề, Armstrong, nhờ hệ tiên đề Armstrong thì V xác định x thuộc F cộng. Đó. Tức là V xác định W và x xác định y nhờ sử dụng dẫn xuất nào đó từ một cái V đến W bắc cầu ấy các em nhé. Thì lúc đó chúng ta sẽ nhờ cái hệ tiên đề Armstrong thì V sẽ xác định x. Bây giờ chúng ta sang thuật toán 5 năm. Chúng ta ghi thuật toán 5 năm là tổng hợp, là chúng ta ghi là phép tổng hợp, phép tổng hợp thành các lượng độ ở 3NF. Đó, thành các tổng hợp các lượng độ thành 3NF. Đợi thầy đẩy cái này lên trên. Ok. Thành 3NF. Các em ghi nhá cho thầy này. Vào, đầu vào của chúng ta là ban đầu đấy. Chúng ta ghi thứ nhất là vào. Cộng thứ nhất là vào nhá. Tập các thuộc tính A1 đến AN. A1, A2, phẩy, chấm chấm, AN là tập các phụ thuộc hàm F. À, là tập các thuộc tính, các thuộc tính. Bài này rất cẩn thận, chúng ta áp dụng vào trong thực tế. Phải tập F là tập phụ thuộc hàm, tập F là tập phụ thuộc hàm, các em nhớ chưa? Đầu ra là tập các lực đồ quan hệ, ở 3NF.
Thôi sang kỳ sau thầy sẽ mua cái bộ máy tính mới. Bộ này nó hơi chậm thì thầy sẽ dùng để làm việc khác. Bây giờ chúng ta vào phương pháp. Phương pháp thứ nhất là chúng ta tìm cho thầy nhá. Phủ không dư thừa, tức là ta loại bỏ đi những cái phụ thuộc hàm dư thừa. Tìm phủ không dư thừa H của F. H của F nhá. Tức là loại bỏ. Phụ thuộc hàm dư thừa. Đấy. Loại bỏ đi cái phụ thuộc hàm dư thừa ở trong đấy. Thứ hai, phần tiếp theo là chúng ta làm bước thứ hai là phân chia. Phân chia tập phụ thuộc hàm H của phụ thuộc hàm H thành các nhóm. Thành các nhóm nhá. Thành các nhóm ở đây là sao cho các phụ thuộc hàm của nhóm là có cùng vế trái. Trong cùng một nhóm. Có cùng vế trái. Phần tiếp theo thứ ba, tức là chúng ta làm từng bước một. Tìm phủ dư thừa này, phân chia tập phụ thuộc hàm H của H thành các nhóm. Thành các nhóm sao cho các phụ thuộc hàm trong cùng một nhóm có cùng vế trái này. Bây giờ chúng ta ghi tiếp này, mỗi cặp nhóm ví dụ H1 và H2 nha. H1 và H2 đây, mỗi cặp nhóm ví dụ H1 và H2 có vế trái là x. Vế phải là y. Vế trái là x, vế phải là y. Y mà tồn tại một song ánh nhá. Song ánh là cái gì? Song ánh là cái hàm rồi ở fx bằng y và fy lại đào lại bằng ngược lại bên nó, bên kia. Tức là ở đây chúng ta học toán cao cấp, nhưng mà ở đây trong cái nghĩa này của chúng ta là tồn tại một song ánh, có nghĩa như sau: x xác định y. Đấy. Thuộc H cộng. Được chưa? Thì tức là xác định y phải y xác định x. Y xác định x thì hòa thì trộn đấy. Chúng ta trộn nhé. Thì trộn hai nhóm vào thành một nhóm. Trộn hai nhóm thành một nhóm.
Được chưa? Nếu A mà thuộc Y thì X xác định A, thì chúng ta loại nó khỏi nhóm, ra khỏi nhóm, tức là loại nó ra khỏi hát ấy. Đó. Tương tự cho B thuộc x, tương tự cho B thuộc x thì chúng ta có x y xác định x, y xác định B. Ta cũng loại nhé. Rồi để thầy đẩy cái kia lên đã, để cho viết cho nó đẹp. Tương tự như vậy thì chúng ta làm ngược lại với B. Ở mấy cuối cùng của chúng ta, phần cuối là ở mấy nhóm đặt cấu trúc các lực đồ quan hệ bao gồm tất cả các thuộc tính xuất hiện trong nhóm đó, bao gồm tất cả các thuộc tính xuất hiện trong nhóm đó nhé, đạt được cấu trúc rồi. Mỗi tập thuộc tính xuất hiện ở vế trái của một FD trong nhóm là một khóa. Mỗi tập thuộc tính, chúng ta ghi là tập thuộc tính nhé, xuất hiện ở vế trái của FD, xuất hiện ở vế trái của FD trong nhóm là một khóa. Của lực đồ quan hệ các khóa đó tìm được gọi là khóa tổng hợp. Các nhóm đó gọi là các quan hệ gọi là khóa tổng hợp. Và tập các cấu trúc như trên được chúng ta lập thành một lực đồ quan hệ. Bây giờ chúng ta sang ví dụ nha, chúng ta nhớ này, mỗi tập được cấu trúc như trên gọi là một lực đồ quan hệ. Chúng ta ghi cho thầy cái chốt là mỗi tập được lập thành cấu trúc như trên gọi là một lực đồ quan hệ. Đó, tức là thuật toán chúng ta xét ra được nhiều cái tập này thì chúng ta tách được nhiều thành nhiều cái quan hệ chuẩn BNF. Bây giờ chúng ta đi sang ví dụ. Rồi bây giờ người ta cho ví dụ. Để thầy kéo cái này xuống. Bây giờ nha, ví dụ, chúng ta ghi ví dụ.
cho tập các thuộc tính sau. A phẩy B B1 nhé, B2 phẩy C1 phẩy C2 phẩy D phẩy A phẩy I1 phẩy I2 phẩy I3 phẩy D là tập các thuộc tính, rồi họ cho là tập các phụ thuộc hàm. A xác định B1 B2 C1 C2 D E I1 I2 I3 D. Đó. Phụ thuộc hàm thứ hai là B1 B2 C1 xác định A C2 D E I1 I2 I2 I3 D B1 B2 C2 xác định A C1 D E I1 I2 I3 D E. Rất nhiều phụ thuộc hàm đúng không? I1 I2 I3 C 1 D C 1 D đó là thứ nhất rồi. C 1 D thì xác định G C 2 D thì xác định G và I1 I2 xác định I3. Đó, người ta cho như thế. Bây giờ chúng ta sẽ sẽ tách ra và người ta cho thêm hai thuộc tính, hai cái phụ thuộc hàm nữa là I2 I3 xác định I1 I1 I3 để xác định I2. Ở đây thì chúng ta thấy này, chúng ta xét nhé, A thì xác định một loạt này, B xác định này, C xác định này. Đấy, thế thì chúng ta nhìn thấy này, A xác định một tập lớn là trên này B1, B2, C1, C2, D1 giải nhé, đang như là giải. Rồi cái này thì lại xác định cái này, cái này xác định cái này, thế hóa ra là A xác định B1, C1, C2 tập G này, B1, C2 thì xác định cái này. Vậy thì nó, chúng ta nhìn thấy này, B1, C2, C1 xác định cái này, vậy cái này bắt cầu qua cái này. Tức là chúng ta thấy là giả sử đây là một cái x lớn nhé, đây lại ra một cái y này. Đấy, xong rồi lại từ cái nhỏ của cái y lại ra được cái này, đúng không? Từ cái nhỏ bên trong y lại ra được cái này.
Đấy, rõ ràng là chúng ta thấy là đã có cái mối bắc cầu, đúng không? Vậy thì chúng ta phải loại bỏ đi những thuộc tính dư thừa. Đã loại bỏ đi những thuộc tính dư thừa. Và lúc này người ta sẽ dùng, chúng ta nhìn thấy nhé, bây giờ thầy gọi là tập hát là bằng một cái tập mà sau khi loại bỏ nó rồi thì bằng này, chúng ta ghi cho thầy, chúng ta ghi cho thầy nhé, vì hai cái này có chứa C1 C2, vậy thì nó sẽ chạy đến đây, đúng không? Đây rồi. Đấy, là thầy thấy chung nhau ở chỗ này nhé. Thế còn những cái Y1, Y2, Y3, Z là nó dư thừa bên trong. Nó bị dư thừa bên trong. Đấy, vì bản thân cái này đã xác định ở đây rồi, cái này xác định đây rồi, đây xác định đây rồi, A cũng xác định đây rồi. Thì những cái này là nó bị dư thừa. Bị dư thừa. Thế thì thầy sẽ loại nó đi. Và bây giờ thầy sẽ còn lại là A xác định B1 B2 C1 C2 D E, là một phụ thuộc hàm thứ nhất. Phụ thuộc hàm thứ hai là B1 B2 C1, thì nó lại xác định cái gì? À, một cái này xác định một tập lớn cái này, thì vậy thì nó sẽ theo tính chất phản xạ thì nó sẽ xác định cái con của cái này, đúng không em? Cái này đấy nhá. Ở nhìn, chúng ta nhìn ở đây, chúng ta thấy là A là con của cái này, vậy cái lớn này thì lại xác định cái con, tức là A thuộc tập con, tập của cái tập các thuộc tính bên phải này. A dưới này cũng thuộc tập thuộc tính bên phải đây, mà tập thuộc tính bên phải này thì lại xác định cái A. Vậy theo tính chất bắc cầu, vậy ta có B1C1 sẽ xác định A rồi chấm phẩy B1 B2 C2 cũng xác định A, đúng không các em nhỉ? Đấy, tức là thầy ghi vào đã. Rồi, ok. Bằng chậm quá. Đó. Bây giờ thầy nhắc lại nhá. B1, B2, C1 thì xác định bên này. B1, B2, C2 thì xác định bên này. Đấy. Nhưng mà trong cái tập lớn này thì nó lại xác định tập con của nó theo tính chất phản xạ, đúng không? Tức là chúng ta học ở cái phần chương 1 ấy, là x thuộc một cái tập lớn A, thì A sẽ xác định x, tức là xác định con của nó, đúng không? Đây là tính chất này, tính chất phản xạ bắc cầu, đúng không? Tựa bắc cầu đấy, chúng ta phải nhớ định lý đấy để chúng ta xác định nhé. Ta bỏ đi còn lại như vậy. Rồi, tiếp tục này. A thì xác định là Y1, Y2, Y3, nhưng Y1, Y2 lại xác định Y3, đúng các em nhỉ? Đấy, thế cho nên là ta sẽ gì, bỏ cái Y3 đi và chúng ta chỉ còn lại là E xác định Y1, Y2, đúng các em? Rồi, ta chỉ cần lấy một cái này nhá, còn cái này đảo lại nó vẫn giống nhau, ta lấy một chúng thôi. Rồi chúng ta tiếp theo này, C1D xác định gì?
để nguyên. Rồi C2 D xác định gì để nguyên thì nó chỉ là một phụ thuộc hàm thôi, nó không liên quan gì đến những cái bỏ đi dư thừa nữa. Rồi tiếp theo này, chúng ta nhìn thấy tiếp theo nhé, Y1 xác định Y3, ta bỏ ta viết lại ba cái này thì nó luôn đúng, vậy ta sẽ có Y1 Y2 xác định Y3 rồi còn lại là Y2 Y3 xác định Y1 Y3 thì xác định Y2 nha. Vậy chúng ta chỉ còn lại một nhóm là 1, 2 nhóm, 3 nhóm, 4 nhóm, 5 nhóm, 6 nhóm, 7 nhóm, 8 nhóm, 9 nhóm. Còn lại 9 nhóm. Bây giờ ta dùng phương pháp hòa vào với nhau. Bây giờ chúng ta dùng phương pháp hòa. Ta bỏ đi rồi, bây giờ chúng ta hòa vào với nhau nhá. Bây giờ chúng ta dùng phương pháp phần tiếp theo là hòa chúng. Hòa chúng lại. Đấy, hòa chúng lại nhá. Thì chúng ta thấy này, giả sử đây là x, đây là y, đây là x, đây lại là y, đây là x, đây là y. Thế thì A xác định cái này, sau lại ngược lại chúng lại xác định cái này. Vậy thì chúng ta phải hòa được ba cái nhóm này vào với nhau. Đúng không em nhỉ? Chúng ta hòa vào với nhau. Đấy. Tức là chúng ta hòa vì nó giống nhau ở B1, C1, C2. B1, B1, C1, B1, B1, B2, C2. Tức là vế bên trái và vế bên phải giống nhau ở từng cái đoạn này. Đấy. Và ta hòa lá lại với nhau, ta sẽ được là thứ nhất, tập H bằng, tức là phép hòa nhá. Thì chúng ta sẽ có một cái thứ nhất là A B1 B2 C1 B1 B2 đây là B1 nhé, cái này chuẩn bị hơi xa rồi. B1 B2 C2 đấy là cái nhóm mà chứa key, đó là chìa khóa. Và ở đây nó sẽ phải xác định là DE rời ra một mình. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là E viết lại như vậy, Y1 Y2 đó. C1 xác định gì, C2 xác định gì thì chúng ta vào lại viết lại thôi. C1D xác định gì, C2D xác định gì. Còn chỗ chúng này là cứ thằng này vào thằng này, Y1, Y2 thì xác định Y3, đúng không? Xong lại Y3, Y2 xác định Y1, Y1, Y3 lại xác định Y1, Y3 xác định Y2. Vậy ba cái nhóm này là nó đảo trái phải với nhau. Thì ta sẽ viết ra cái cuối của chúng ta. Viết ra cái cuối nhé, cái cuối của chúng ta thì gồm có riêng hòa chúng lại với nhau thì nó không còn bên phải nữa, ta sẽ có là Y1 Y2 nhóm lại thì nó nhóm thôi, Y2 Y3 và Y1 Y3. Đấy, cuối cùng chúng ta sẽ ra một cái tập lực đồ. Cuối cùng chúng ta ra một tập lực đồ.
tập được đồ R1. R1 các em ghi cho thầy. Là A B1 B2 C1 B1 B2 C2 đấy. Và phải xin lỗi còn cái DE nữa. Không, cái này mình viết liền luôn nhé. R1 thì viết lại R1 A B1 B2 C1 C2 DE. Đấy là lực đồ thứ nhất đã trộn vào nhau. Và khóa key của nó là bằng các bộ như sau. Key của nó là A1 A2 A1 B1 chứ. Key chúng ta được 2 key A1 B2 C1. Đây là một cái key, và key thứ hai là A. A đây không phải A1 nhé, thầy viết nhầm ấy. A một cái thứ hai nữa. Đã A bên này rồi thì chúng ta bỏ một cái kia cho ra còn B1 B2 C2 đó. Còn lực đồ tiếp theo chúng ta chọn thôi, chọn A cặp với hai cái bộ này được thì nó là key, tức là đây là một key nhé, đây cũng là một key. Đấy. Lực đồ thứ hai R2 bằng A I1 I2 và key là R3 bằng C1DZI và bằng C1D. R3 R4 C2 D Z Y Y là bằng C2 D, đúng không? Còn R5 chúng ta là bằng Y1 Y2 Y3. Y lúc này các em chọn được 3 cặp là key của R5. Sẽ bằng Y1 Y2 là một key chấm phẩy, Y2 Y3 là một key chấm phẩy, và Y1 Y3 là một key. Vậy thì tất cả các lực đồ này đều ở chuẩn. Chúng ta suy ra là R1 R2 R3 R4 R5 đều ở thuật toán này. Bây giờ thầy sẽ cho bài tập để các em áp dụng ví dụ để các em chữa cho thầy.
Bây giờ bài tập cả lớp làm cho thầy dựa theo tất cả lý thuyết chúng ta đã học các phần. Thì chúng ta sẽ làm cho thầy các bài tập sau. Chúng ta làm cái bài tập sau nhé. Nào cái bài tập này thì đã để cho nó. Thầy xóa tạm chỗ này đi. Chúng ta sẽ làm cái bài tập. Bài tập 9. Bài tập 1 ở đây trong sách nó có bài tập 9. Chúng ta ghi cho thầy là kiểm tra. Tính. Đấy, cái này giống thuật toán hôm trước thầy giảng cho các em đấy, ta chia hàng chia cột đấy. Tính kết nối. Không mất mát thông tin. Chúng ta kiểm tra cho thầy nhá. R bằng A B C D E này. R 1 bằng A D. AD R2 bằng AB. L3 bằng BE. L4 bằng CDE. L5 bằng AE nha. Với tập phụ thuộc hàm FD thì gọi phụ thuộc hàm là FD nhé, function dependent đấy, thì nó sẽ bằng A sắc C B sắc định C A sai định D. Giờ sách các em học từ đầu đến giờ các em mang sách vở chép ra và chúng ta nghiên cứu để làm bài đánh cho thầy. DE xác định C và CE xác định A. Bài thứ hai. Cho lượng đồ quan hệ L bao gồm các cực tính C thăng I D B K F L M G và tập C thăng thì xác định I D B K F D xác định B K xác định F
tìm dạng chuẩn 3. Chúng ta sẽ dùng phép tách nhá, hoặc là phép tổng hợp tùy các em. Bài tiếp theo là bài 3 cho tập lượt đồ. Quan hệ thuộc tính A, B, C, D, F. Tập phụ thuộc hàm. Tìm dạng chuẩn boy code. B, C, N, F. Cái thuật toán này thầy dạy rồi. Câu tiếp theo là kiểm tra phép tách. Vẫn là đề của câu 3 nhé. 4 là kiểm tra tính không mất mát thông tin. Chúng ta lại chia bảng ra AC, A, B, D, E, A, B, D, E. Với tập phụ thuộc hàm như câu 4, như câu 3. Bài tập này là bài tập mà phần cuối kết thúc của phần lý thuyết phần này. Các em làm cho thầy 4 cái bài tập này cho thầy. Cả lớp nhớ chưa? Làm 4 cái này để đi thi nhá. Ngoài lý thuyết ra thì nó là thầy sẽ cho các câu hỏi vào trong cái giải này để các em thi. Đấy. Điểm bài tập lớn thầy cho cao ngút trời rồi. Mà đến phần này mà chúng ta không làm được nữa thì thôi ấy.